Hi, chào con buổi sáng chàng ơi, thấy mẹ là cười vậy đó à. Đã cái chân không? Ồ, cái chân đã quá. Chào con buổi sáng, con khỏe không? Con chào ơi, có gì muốn nói với cô không? Hồi tối nằm mơ thấy cái gì nè? Ôi trời ơi, làm biến quá, cái mặt nó làm biến quá. Má xạ. Gì vậy? Địch hay ị vậy? Ị hả? Chị ghê quá, nghe bẹt bẹt bẹt, chị ghê quá à. Chị ghê quá mẹ ơi. Thấy không mẹ? Trời ơi, nó mặc áo đi, nó đen thui hồng miếng này nè, hồng miếng này nè. Chụp cái gì, cái máy của tôi mà chụp cái gì? Không biết. Alo, à con Quyên hả? Không không, à, cô mẹ với anh nè con ơi. À, nhà có việc lát đi học. Rồi vậy con nha. Đâu rồi? Ai ơi. Ai ơi. Ơi. Con yêu ơi. Hời ơi. Con nhớ thì, con nhớ thì.